Câu chuyện còi của cậu bé. Cô bé mới lớn hay thắc mắc đủ mọi chuyện trên đời. Một hôm ra bãi biển, thấy một cậu bé trai cởi chuồng, cô bé quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, thằng bé kia có cái gì kia? Đấy là cái còi. Cô bé tiến lại gần cậu bé và chăm chú quan sát. Một lúc sau, cô bé hào hức trở lại nói với mẹ. Mẹ ơi, đúng là cái còi thật. Nhưng lạ lắm cơ, khi con thổi nó lại kêu oai quái đằng mồm ấy. Câu chuyện giữ vợ thì không giữ tiền Người đàn ông đã về hưu, nhận ra kinh nghiệm xương máu trong cuộc sống gia đình là không nên giữ tiền. Lâu ngày mới gặp mặt, hai người bạn vào quán uống bia hỏi chuyện nhau. Này, về hưu cậu lĩnh được nhiều lương không? Ừ, nhiều gì? 500.000 thôi. Sao lại thấp thế à? Ừ, còn 4 triệu rưỡi thì tớ đưa cho vợ. Sao cậu lại đưa cho vợ nhiều thế? vì tớ rút kinh nghiệm ở nhiều người rồi muốn giữ tiền ý thì không giữ được vợ muốn giữ vợ thì đừng có mà giữ tiền thế thôi câu chuyện mẹ nặng hơn bồ một anh chàng chở mẹ lên cầu khá dốc biết mình không lên nổi nên anh nói với mẹ con mệt quá mẹ xuống đi bộ một tí được không sao tao thấy mày chở con bồ mày như gió mà sao chở tao mày than hả con hỏi mẹ nhá Bên Hiếu với bên Tình bên nào nặng hơn? Tất nhiên là bên Hiếu Lúc nào mày cũng phải xem Hiếu nặng hơn nhớ chưa? Ở đấy Hiếu nặng hơn thì lẽ dĩ nhiên là con không thể phăng phăng qua cầu được rồi Vậy thôi Hiếu ừ. chịu khó xuống xe đi bộ vậy Nhá Ôi cái thằng này Câu chuyện cho mượn cái tốt Một anh chàng mới lấy vợ là cô gái quê mùa Sau đêm động phòng cô gái nói Anh à Ừ cái ấy hay quá em thích lắm bộ đàn ông ai cũng có một cái như vậy ạ à? thấy vợ ngớ gần quá anh chồng nói lác à không chỉ mình anh có thôi em ạ à. hôm sau vừa đi làm về cô vợ đã trách khéo anh nói xạo quá em thấy thằng cha hàng xóm có cái ấy mà nó làm gì mà có được anh có hai cái thấy nó không có tội nghiệp quá nên anh cho nó mượn đấy nghe vậy bất thần cô vợ chú chéo trời ơi Sao tôi lại lấy cái ông chồng khờ vậy kìa? Làm sao? Cái tốt thì đem cho người ta mượn còn cái không ra gì để mình dùng. À. Câu chuyện: Quý hơn thì giữ. Một quý bà tóc vàng đi du lịch mùa hè, đứng lên lan can bong tàu, gió biển thổi lồng lộng làm cho mọi thứ bay phần phật, khiến bà ta phải giữ chặt cái mũ cho khỏi bay đi mất. Thấy cảnh tượng không được đẹp mắt lắm, một quý ông góp ý: Dạ thưa bà Tôi không có ý thô lỗ, nhưng bà có biết là váy của bà đang bị gió hất tung lên, khiến bà bị lộ hàng không ạ? Tất nhiên là tôi biết chứ. Nhưng tôi cần phải giữ chiếc mũ này bằng cả hai tay. Nhưng thưa bà, bà phải biết là tất cả những gì riêng tư của bà đã lộ, lộ cả hết rồi ạ. Ông cứ bình tĩnh. Tất cả những gì các ông thấy đều đã 85 năm tuổi rồi. Còn chiếc mũ này là tôi vừa mới mua hôm qua. À, à. <laughs> Câu chuyện biết tỏng chồng nói với vợ Em ơi, <laughs> TV có tháng khuyến mại đại hạ giá kìa kìa Mình mua cái màn hình phẳng xem đi Tôi biết tổng rồi Tháng có cuộc thi hoa hậu thế nên anh muốn xem Thi áo tắm hai mảnh cho nét chứ gì à, à, Cô thì sao? Bày đặt phí tiền mua ba cái tạp chí điện ảnh chất đầy nhà kìa kìa Tôi mua để nâng cao kiến thức chứ bộ Này, tôi biết tổng rồi nhá Cô mê mấy cái thằng idol Hàn Quốc hàn sẻng Yên hình bự chẳng trong đó gì Hmm. <laughs> Câu chuyện giả vờ Alo Anh à Ừ Chiều anh đừng về muộn nhá Ừ được rồi Còn gì nữa không em Em đi làm về còn phải ghé qua chợ Anh rửa bát vo gạo dùm em nhá Cái gì Em nói to lên anh chẳng nghe thấy gì cả Anh rửa bát vo gạo giúp em Chịu Chẳng nghe thấy gì cả Vậy, Anh tắt máy đây Ờ à, Alo Alo Câu chuyện Con ai? Giáo sư nọ xa nhà hơn một năm. Khi trở về, ông thấy vợ mình bế trên tay một đứa trẻ đỏ hòn. Ông hỏi Ai là cha của đứa bé? Hả? À, có phải thằng Cường bạn tôi không? Không phải. Thế hay là của thằng Vinh? Cũng không. Thế thì của thằng, của thằng Tuấn à? Thế anh nghĩ tôi không có bạn à? Câu chuyện Dễ đuổi đi Cô gái bảo với vị hôn thê Em đã nói với bố em rằng Anh là nhà thơ đấy nhé Ờ, à, sao thế? Thì anh cứ biết Anh là nhà thơ đi Chẳng lẽ ông cụ lại yêu thơ ca đến thế hả em? Ôi, là thế này Anh người yêu trước của em Cũng là dân đấm bốc Bố vẫn ám ảnh vì lúc muốn đuổi đi Thì cũng tốn sức lắm anh ạ à. Câu chuyện Noel của gã hàng xóm Một người đàn ông mời mọc anh hàng xóm Tới dự tiệc Noel tại gia Này, sẽ có ăn uống thoải mái đấy Thế hả? À? Được thôi. Sau đó sẽ có nhảy nhót nữa không ạ. Lại thế nữa. Rồi lại uống tiếp. Được thôi. À, có thể có cả quánh nhau đấy. Cũng được thôi. Này, thế có khoảng bao nhiêu người hả ông? Ông hỏi như thằng điên Chỉ có tôi với ông thôi mà. À. Câu chuyện Quà tặng vợ Hai người bạn nói chuyện với nhau. Lẽ dĩ nhiên ai cũng cố tỏ ra hào phóng mỗi dịp năm mới, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại mua tặng vợ bộ chén đĩa đắt tiền đến như vậy nhỉ? À, vì từ giờ trở đi vợ tớ sẽ không bắt tớ rửa bát nữa. Sao cậu lại mua áo lông thú tặng vợ nhân dịp năm mới trong khi cậu đang muốn bỏ cô ấy? À, vì cô ấy nhất quyết không chịu đến tòa làm thủ tục ly dị với chiếc áo dạ cũ. <laughs> Câu chuyện quà Tết, nàng hỏi chàng Quà năm mới của em đâu? Quà, em ra cửa nhìn xem, có thấy chiếc Ferrari mới tinh màu đỏ không? Thật đó, à? cái đấy á? Úi, ừ. đẹp thế! À. <laughs> anh biết là em rất thích màu đỏ, nên anh đã mua hẳn cho em một chai sơn móng tay đúng màu đỏ đây này. <laughs> Câu chuyện tinh khôn. Sau một vòng thám thính, chuột nhắt báo với chuột chù. Gia chủ toàn cất đồ ăn trong tủ lạnh Ở ngoài chỉ có mỗi hai bịch hạt dưa khác loại hớ hênh Thôi được, có còn hơn không Mà em nghe lũ già nó đồn Là hạt dưa nhuộm màu có hóa chất gây bệnh đó đại ca Chắc mình ăn loại không màu cho nó lành Này, chớ có lại rồi Tao chưa thấy thằng nào chết vì màu Nhưng khối đứa chết vì thuốc tẩy đấy <laughs> Câu chuyện ban hành lệnh cấm Một ông nọ thắc mắc với bạn Tôi nghiệm ra một điều cứ sát Tết là các cơ quan công quyền lại ban hành hàng loạt lệnh cấm. Cấm gì cũng nên để cho mọi người ăn Tết vui vẻ đã chứ nhỉ. Bác cha hiểu gì cả. Họ cũng tính toán cả rồi. Gần Tết à, mọi người nhận được nhiều khoản lương và khoản thưởng mới có tiền nộp phạt chứ. Ơ ờ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Câu chuyện chen nhau là khổ lắm. Hai chàng bợm nhậu ngồi chém gió trong quán bia. Nè, các nhà khoa học tính toán rằng hàng triệu người có thể sống trên mặt trăng ấy, cậu biết không? Thấy bạn nhậu tủm tỉm cười, anh ta hỏi. Này, tại sao cậu lại cười? À, <cười> thì mình nghĩ đến cái cảnh họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau vào những ngày trăng lưỡi liềm ấy mà. Ừ nhỉ. Câu chuyện chỉ có ý tốt. Một cô gái trẻ măng chạy vụt ra từ phòng làm việc của bác sĩ, nước mắt đầm đìa, đồng nghiệp hỏi vị bác sĩ nọ. Có chuyện gì với cô bé thế? À có gì đâu Tôi chỉ bảo cô ta rằng cô ta có bầu Thật à? Ít tuổi thế mà đã có bầu á? À? Tôi đã khám đâu Nhưng cứ nói thế để cho cô ta khỏi nấc mà Câu chuyện đêm nào trả tỏa sáng Hai anh chàng ngồi chém gió với nhau Bố tớ đêm nào cũng tỏa sáng trên sân khấu đấy cậu ạ à. Thế á? Bố cậu là ca sĩ dòng nhạc nào? Bố tớ là thành viên đoàn cải lương tỉnh đấy À ra thế Ông thường đóng vai gì thế? À không, bố tôi là nhân viên điều khiển ánh sáng câu chuyện rượu kế đêm Noel một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai trước lễ Giáng sinh ờ, cha không muốn phá hỏng ngày vui của con nhưng cha và mẹ sắp ly dị 45 năm khổ sở thế là đủ rồi con ạ người con hét toáng lên cha đang nói cái gì thế chúng ta không thể chịu nhau lâu hơn nữa con thông báo với em gái về điều này nhé thôi chào con một lúc sau, anh trai hét lên với em gái trong điện thoại. Em biết chuyện gì chưa? Bố mẹ đang chuẩn bị ly dị đấy. À, em sẽ làm rõ chuyện này. Con gái gọi cho bố. Bố không được làm chuyện đó. Con và anh sẽ về nhà ngay. Nói xong, cô gái cúp máy, người cha quay về phía vợ và nói. <laughs> Thế là cả hai đứa nó sẽ về Noel với mình đấy mình ạ. À. Câu chuyện học trò quen. Trong đợt tổ chức thi lại Cô giáo hỏi một sinh viên. Hình như cô gặp em ở đâu rồi phải không? Cô thấy em nhìn quen lắm. Dạ, năm vừa rồi em thi trượt ạ. Nên là năm nay em thi lại ạ. À, thế năm ngoái cô hỏi em câu gì ấy nhỉ? Dạ, cô hỏi em là... Uh, hình như cô gặp em ở đâu rồi phải không? <laughs> câu chuyện Làm chuyện ấy trong bao lâu? Một anh chàng vào phòng khám. Bác sĩ hỏi. Hãy cho tôi biết anh làm chuyện đấy trong thời gian bao nhiêu lâu? Dạ, khoảng 2 tiếng 43 phút. Ui rồi, thế là quá tốt còn gì nữa? Anh không cần phải khám gì nữa đâu. Nè bác sĩ ơi, bác sĩ khám cho em. Anh làm 2 tiếng 43 phút là tốt rồi, không phải khám nữa. Nhưng mà bác sĩ ơi, em mất 40 phút để cho nó có 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 thể đứng dậy. Sau đó em mất 3 phút để làm chuyện ấy còn hai cái tiếng kia nhà em mê man bất tỉnh ngất lên ngất xuống á